Xin chào các chị và các cô chú đã quay trở lại cái kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Đầu lời đầu nói đầu tiên thì Nhiên xin chúc mừng năm mới, chúc mừng các chị một năm mới thật nhiều an khang thì thịnh vượng. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết ha. Thì nói chung là ngày mùng 2 thì quay qua quay lại là hết Tết. Tất cả chúng ta sẽ quay lại với những công việc hàng ngày bình thường ha, và một năm mới chúc cho các chị bùng nổ doanh số, bùng nổ trên mọi mặt, về kinh doanh, về làm ăn, bất cứ ngành gì, mua bán gì đó, trong gia đình hạnh phúc hơn, nhiều tài lộc hơn, nói chung là dạng sự như ý ha. Thì bây giờ Nhiên sẽ chia sẻ cùng các chị với một cái sản phẩm như review hôm nay, là một cái sản phẩm máy khoan mang thương hiệu Điều Quát. Và nói về Điều Quát thì đây là cái bát rau mới của Nhiên. Đây là bát rau này là hoàn toàn do công ty Điều Quát tài trợ, nhưng mà cũng khá là lâu rồi nhưng chưa có đưa lên hình ảnh để các anh chị xem ha. Hôm nay thì sẵn dịp nhưng làm luôn cái Điều Quát, hôm qua là nhưng cũng đã giới thiệu rồi nhưng mà nhưng cũng chưa giới thiệu về cái bát rau này. Thì sẵn hôm nay là nhưng review cái sản phẩm của Điều Quát. Các anh chị thấy cái phong màu vàng, đây là cái phong của hãng Điều Quát, người ta tài trợ về bản hiệu, về logo, về hình ảnh, về bát rau các thứ. Đây là những cái tài trợ của Điều Quát, tức là Nhiên là một đại lý chính hãng của Điều Quát. Và năm 2020, năm nay là Nhiên sẽ tập trung về hàng Điều Quát này rất là nhiều, do là các chị biết là Điều Quát gần đây đó nó muốn đánh mạnh thị trường thì nó bảo hành lên tới 3 năm bảo hành cho những cái sản phẩm Điều Quát, thì đó là một điều quá tuyệt vời luôn, với một cái giá vô cùng cạnh tranh. Việt Nam hiện tại thì có 3 hãng đang rất là nổi trội, thứ nhất là Boss, Makita và Điều Quát. Ba cái hãng này là nó luôn đi, nói chung là ba cái chân trụ của những cái ông lớn nói về sản phẩm dụng cụ cầm tay, thì ba sản phẩm này luôn luôn cạnh tranh với nhau. Điều Quát thì hồi trước giờ nó là nó hơi kém hơn một chút xíu về cái mặt là quảng bá trên thị trường, tại vì những cái trung tâm bảo hành của Điều Quát trên lãnh thổ Việt Nam này nó ít. Hiện tại bây giờ thì Nhiên thấy nó ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, nói chung nó khoảng chừng 5-6 cái trung tâm bảo hành tại khắp đất nước Việt Nam thôi. Nó không phải như là Boss hay Makita là nó trải dài từ Bắc vào Nam ha, thì nó yếu thế hơn là về cái trung tâm bảo hành. Nhưng bù lại một cái bây giờ nó sẽ mạnh hơn, là nó làm gắt gao hơn để nó đánh vào thị trường Việt Nam, đó chính là nó bảo hành lên tới 3 năm. Những sản phẩm đồ điện của Điều Quát bảo hành 3 năm, và những sản phẩm đồ pin thì thân máy nó bảo hành 3 năm, và sản phẩm là pin và sạc nó sẽ bảo hành 1 năm. Nói về bảo hành thì sản phẩm như thế này thì rất là tuyệt vời luôn. Và trong những cái phân khúc về giá thì so ra như vẫn thấy về cái tầm phân khúc về giá thì Điều Quát đang giá là tầm thấp hơn so với những Boss và người ta, thấp hơn chút xíu ha. Về chất lượng thì tương đương, không thua kém gì cả, mỗi ông có một cái lợi thế, một cái hay riêng, nhưng mà về giá thì Điều Quát lúc nào nó cũng phải thấp hơn tí xíu so với giá. Và bây giờ sản phẩm của chúng ta hôm nay chúng ta tìm hiểu đó chính là cái sản phẩm Điều Quát DWD024 với cái công suất là 650W và cái vòng tua là từ 0 cho tới 2800 vòng trên 1 phút. Tức là sản phẩm này có điều chỉnh tốc độ, mà tốc độ là vô cấp, chúng ta bấm nhẹ chạy chậm ha. Đầu kẹp của nó thì từ là 1.5 ly tới 13 mm, maximum nó kẹp được 13 mm, và có chức năng khoan sắt và khoan búa, tức là khoan vít vẫn được, khoan sắt vẫn được, khoan tường bê tông vẫn được ha. Thì cái sản phẩm này có 2 chiều đó, nó có cái dòng này là nó có 2 chiều, và khi nó khoan gỗ thì các anh chị thấy là nó khoan tới 25 mm, và khi nó khoan tường thì nó khoan 13 mm, và khi nó khoan sắt thì nó khoan lên tới là 16 mm. Đó, đây là cái sản phẩm của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái sản phẩm thương hiệu của Mỹ. Đây là thương hiệu độc quyền của Mỹ nhưng đang được lắp ráp tại Trung Quốc, tem nhà nhập khẩu, tức là Made in China, rất rõ ràng ha. Và những cái sản phẩm như thế này mà nói mà hàng Mỹ là không có rồi đó, nếu mà hàng mới là không có, nó là lắp ráp tại Trung Quốc bảo hành 3 năm. Và bây giờ chúng ta sẽ khui sản phẩm này xem bên trong nó như thế nào nhé. Rồi, khi các anh chị khui ra, trước tiên chúng ta sẽ thấy một cái phiếu bảo hành chính hãng, và khi chúng ta mua thì chúng ta được các cái đại lý, chúng ta sẽ điền, bắt các đại lý và điền đầy đủ thông tin để chúng ta được bảo hành 3 năm. Và những bảo hành của Điều Quát nó có mà những cái thể lệ của nó nha,
chứ không phải là trên này nó sẽ ghi những cái trung tâm bảo hành trên này các anh chị nha. Nó có những cái thể lệ bảo hành của nó chứ không phải là lỗi gì nó cũng bảo hành đâu. Nó phải dùng đúng kỹ thuật để nó bảo hành, chứ còn đôi khi chúng ta mà dùng không đúng chúng ta đưa qua nó cũng không bảo hành đâu ha. Có thể là quá tải hay dây dẫn quá nhỏ gì đó, nó có số một số nguyên tắc bảo hành của nó, và đây là cái sách hướng dẫn của nó thì chúng ta có thể là tham khảo thêm. Mà trong này nhưng thấy tiếng Anh có tiếng Việt luôn ha, có tiếng Việt ở phía sau luôn nha các anh chị, chúng ta tham khảo thêm. Rồi đây những sản phẩm như thế này thì nó là hộp giấy thôi chứ nó không phải là hộp nhựa gì nha các anh chị. Đó thì chúng ta đi ra chúng ta sẽ thấy cái sản phẩm của chúng ta, hàng chính hãng của nó. Thứ nhất là nó là rất là đẹp, rất là sắc nét về tất cả mọi thứ. Đầu tiên các anh chị thấy tay nắm của nó là nó làm ghi đóng đều quát lên trên này luôn, đóng nổi lên đều quát lên luôn. Thì ở đây nó có một cái khe để chúng ta nhét cái cây cỡ vào đó, chúng ta nhét cái cỡ này vào thì các anh chị có thể là khoan sâu khoan cạn gì đó tùy ý, thì các anh chị có thể là nhả nó ra xíu, chúng ta nhét cái cỡ vô sâu bao nhiêu ha, nhét mạnh là nó vào thôi. Và khi chúng ta bắt cái tay cầm vào thì chúng ta sẽ dễ dàng xoay trở đó, xoay ở đâu chúng ta siết ở đó rất là dễ ha. Đó chúng ta siết đó, tùy theo chúng ta muốn nó là bao nhiêu số nè, nó có số ha. Rồi đó là tay nắm, tay nắm nó làm trợ lực rất là chắc chắn ha. Đây nó có chống trơn trượt luôn, rất là hay đó. Thì tiếp tới thì các anh chị thấy là sản phẩm The Watt ở đây là nó để hình cây búa rất là nổi trội luôn đó, nên khi đó chúng ta biết bên này đẩy qua đây là búa, còn cái bên này là nó để cái mũi khoan sắt trên này, đẩy qua bên này khoan sắt, đây là búa ha. Nút đẩy rất, nút kiển rất là đơn giản. Đầu khoan thì các anh chị thấy là đầu khoan nó rất là sắc nét, rất là đẹp. Nó là 1.5 ly cho tới 13 ml, đầu kẹp của nó 1.5 ly tới 13 ml. Nhưng rất thích cái sản phẩm này, nó có một cái khóa nó dính vô cái dây ha, không có bị mất. Không phải là chúng ta nhét ở đây nhét đây vẫn mất nha, còn cái sản phẩm này nó làm cái khóa ở đây rất là hay, ở nằm ở trên dây chúng ta có thể là kéo tới kéo lui và đưa lên chúng ta siết, rồi xong rồi chúng ta buông ra, không bao giờ mất cái khóa. Cái sản phẩm này nó hay ở chỗ này, thì dây này nó dài, làm dài khoảng 2 mét nha, chui nó là chui tròn, dây dài 2 mét chui tròn. Ở đây nó có một cái đuôi cao su đó, đuôi cao su chống gãy dây, đuôi này rất là mềm rất là dẻo đó. Ở trên cái thân máy này thì các anh chị thấy là những cái điểm nổi bật của nó là cái cao su nhựa này nó rất là mềm mại ha. Tuy là nó không làm những cái nó kẻ những cái viền để chống trơn trượt ha, nhưng mà nó làm một cái cao su cầm vô rất là thích, rất là mềm mại. Đây là tem chống hàng giả của nó, và ở đây có số seri, các anh chị có thể là cào gỡ về tổng đài của nó để chúng ta được bảo hành điện tử 3 năm, đưa số điện thoại ra là biết là chúng ta mua thời điểm nào để được bảo hành ha. Tem The Watt, các anh chị thấy tem nó đóng nổi ở đây, đóng không phải đóng nổi nhưng mà cái tem nó làm nhìn, mình nhìn tem 3D nó rất là đẹp, nhìn vô là nó nổi trội lên ha. Đây là những cái kẻ thông gió, đây là những cái kẻ hút gió của nó để làm giải nhiệt mát cái máy. Ở bên này thì các anh chị thấy là đây nó ghi rất là rõ về mã số nha, rồi công suất điện thế 220 đó, công suất thì như nói rồi 650W. Đây nó có ghi rất rõ là Made in China, số seri của nó ghi rất là rõ đầy đủ trên thông tin trên này. Và The Watt nó khắc lên cái vỏ luôn chứ không phải là trên cái tem không đâu ha, nó khắc đây lên vỏ luôn. Những con ốc của nó thì các anh chị thấy là ốc lục giác sao, lục giác sao, sao này là sao T20 thôi chứ không phải là T25 đâu nha, T20 là chúng ta mở được rồi. Đây là công tắc của nó, các anh chị thấy là nó bấm nhẹ thì chạy chậm, bấm mạnh chạy mạnh. Thì đây là cần đảo chiều đó, đầy đủ rất là hay. Và bên này nó có một cái nút để chúng ta gài lại đó, khi này chúng ta bấm chạy luôn và khi này chúng ta buông ra thì nó ngừng ha. Khi chúng ta muốn chế đánh bát hay là cắt những cái gì đó, gắn lửa cắt đó thì vẫn được, nhiều người vẫn chế, nhưng vẫn thấy nhiều người chế thì chúng ta gài cái này lại. Còn khi khoan thì các anh chị tránh cái trường hợp mà gài cái này lại có thể là nó giật gãy mũi khoan ha, hoặc có thể là nó chặt cái cổ tay của chúng ta, điều đó không có nên. Rồi bây giờ Nhiên sẽ chạy thử cho các anh chị xem sản phẩm này nó chạy có êm hay là không ha.
các chị nghe lực búa của nó rất là mạnh ha, và cầm vô cái khoang rất là êm tay. Đôi khi những cái cây nhỏ như thế này chúng ta cũng không cần cầm cái thiết cầm cái tay ha, chúng ta thích thì chúng ta bắt vô đó. Các chị thấy không, nó chạy rất là êm luôn. Với sản phẩm như thế này thì như, những cái sản phẩm hàng xịn này nhưng không cần test đâu, các chị có thể là khoan trong gia đình cũng được, công trình càng tốt hơn. Tại vì những sản phẩm như thế này nó cho chúng ta xài công nghiệp, bảo hành 3 năm mà, chúng ta nên là chúng ta không có phải gì, lo về cái chất lượng của nó, chỉ lo là cái giá tiền của nó. Thì những sản phẩm như thế này ngày Tết nhưng không nói về buôn bán gì cả, nhưng mà như cũng báo giá để các anh chị hiểu được là cái mức giá của nó trên thị trường như thế nào. Thì cái sản phẩm này thì như nói các anh chị, có người thì người ta bán 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000 hoặc là 1.500.000 luôn vẫn có. Nhưng thấy rất nhiều các trang mạng người ta bán đủ kiểu, nhưng mà sản phẩm như thế này đặc biệt. Nhưng báo trước các anh chị, Trung Quốc nó nhái rất giống đó, nhưng cũng từng thấy những con Trung Quốc nó nhái cực kỳ giống luôn ha. Thì sản phẩm này thì ở máy xây dựng Hồng Nhiên, nếu mà qua năm các anh chị mua thì đều quá nhưng làm nhiều thì chắc chắn như sẽ có những chương trình ưu đãi cho các anh chị. Nhưng giá thực tế của nó là 1.280.000 nha. Rồi bây giờ như sẽ khui bên trong máy này ra cho các anh chị xem, như sẽ chia sẻ các anh chị nhận biết những cái con máy hàng xịn nó như thế nào. Chưa hẳn chúng ta nhìn bên ngoài những cái chi tiết nãy giờ như nói thì các anh chị có thể là mình nhìn về cái độ sắc sảo thì mình biết được nó là hàng xịn, nhưng mà Trung Quốc nó tinh vi lắm, những cái sản phẩm hàng nhái nó làm rất tinh vi. Nên bây giờ Nhi sẽ khui bên trong ra cho các anh chị xem ở bên trong nó làm như thế nào nhé. Trước khi khui thì Nhi cũng cân cho các anh chị xem là cái sản phẩm này của chúng ta nó nặng máy không, là 1.696 kg, và lưu nguyên dây thì nó nặng là 1.887 kg. Dùng một cái cán giúp chúng ta gõ vào là nó bung lên thôi, không cần phải nại gì cả. Rồi ở đây thì các anh chị thấy là khi khui sản phẩm ra, chúng ta sẽ thấy là các anh chị thấy nè, cốt đầu tiên, cốt ở bên trên này nó là cốt thép là chắc rồi. Đây tới tiếp đó là bạc đạn, thì ở phía sau này á là nó là bạc đạn đũa nha các anh chị. Nhưng đảm bảo luôn, những cái sản phẩm như thế này thì nó ở phía sau nó có bạc là chắc rồi. Thì với cái rô to thì các anh chị thấy nè, đó, nhông rô to, nhông chơ lớn nó là bằng thép hoàn toàn ha. Nhìn nhông của nó rất là sắc nét. Và cái điều nhiên rất là thích đó, là các anh chị thấy không, ở phía sau này bạc đạn, ở đây cái đế nhôm này nè, cái đế nhôm chịu cái giá đỡ này thì nó cũng chắc chắn là bằng bạc đạn. Và đặc biệt ở trên phần cuối cùng trên này, các anh chị thấy là nó có một cái bạc nữa để nó chịu. Thì khi chúng ta khoan sóc đó thì nó khó bị hư cong cái nhông này hơn. Khi chúng ta khoan bị giặt đó, các anh chị thấy những cái khoan mà thông thường nó sẽ bị giặt là nó tự nhiên nó đang chạy và nó bị kêu chỗ này, nó bị kêu cái nhông là nó chạy gần lên, là do chúng ta khi chúng ta khoan giật lớn đó, nó bị giật, là khi đó nó sẽ bị cong cốt này, nó bị lệch đi tí xíu, thì khi đó như máy nó sẽ kêu và nó rung hơn. Đó là những cái các anh chị lưu ý. Nên chúng ta khoan thì chúng ta cũng cho nó khoan từ từ thôi, không có nên là khoan quá đè quá mạnh, và khi nó bị sốc hoặc nó gãy mũi nữa chứ không chừng nó nguy hiểm cho chúng ta ha. Đó thì bây giờ Nhiên sẽ khui ra. Ở phía sau thì các anh chị thấy nè, cái ổ than này á là nó làm bằng đồng ha, đồng 100% chắc chắn, nó làm rất là chắc chắn. Và cái dây của nó làm chắc chắn là dây đồng rồi, nó làm rất là nhiều dây ha. Những cái cánh mà của Mỹ đó, những hệ cánh của Mỹ nó thiết kế một cái mẫu cánh này nên gió của nó rất là mạnh, nó hút một cái lực gió từ phía sau lên để nó giải nhiệt đó các anh chị. Khi đó là nó hút từ mặt sau này ha, từ những cái gảnh này nó hút lên là nó đi ra đường này để nó đi qua, thông qua, nó thông luồn trong này để nó giải nhiệt cho cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn, tốt hơn, chịu nhiệt được cao hơn. Và ở đây là các anh chị thấy nó có một cái tụ bù ở phía sau đó để ổn định ha. Và ở đây là anh chị thấy nó khác với Boss, là cái nó có một cái bát gài dây lại để cho như là không bị tuột dây ha. Boss thì nó chỉ là qua một cái cua để nó giữ lại thôi, nhưng sản phẩm này của chúng ta nó khác hơn ha. Đây các anh chị thấy là công tắc của nó làm ở đây thì nó cũng khác Boss luôn, nó làm một cái đảo chiều như thế này ha, đảo chiều như thế này, còn Boss thì nó làm bo xoay, nó khác nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái sản phẩm này từ bên trong ra, mình xem ở bên trong nó như thế nào luôn nhé. Đó các chị thấy không, ở bên hông này nó có một cái dây mát luôn nè, các chị thấy không, nó cặp ở bên hông này nó có một cái dây mát để nó tiếp về công tắc nè ha. Đó các chị thấy than của nó nè, nó có một cái đường rãnh
than nó có mỗi đường rãnh, và khi hết than là máy nó sẽ chạy, nó phát lửa ra, thì các anh chị biết khi đó máy nó sẽ yếu lại. Cái này nó làm rất là hay ha. Khi đó thì không có bị dướng cái đồng này nè, nó không có bị dướng vào cổ gốc thì nó không hư cổ gốc của chúng ta. Và cái than của nó thì, cái than của nó thì lúc nào những cái sản phẩm hàng xịn đó, cái than nó sẽ có một cái chất dầu để khi mà nó cho nó chạy đó, cái đầu lam này nó bóng láng hơn. Bởi vậy các anh chị thấy là tại sao những cái sản phẩm mà khi mà chúng ta sửa lại rồi hoặc chúng ta là thay than rồi đó, không bao giờ nó bền bằng cái sản phẩm hàng ghim theo của nó, là tại vì cái than rời ở ngoài đó thì ít người bán được cái than xịn chính hãng ha. Có một số người ta bán than xịn chính hãng, còn có một số người người ta chỉ bán những cái than ngoài thị trường thôi, nó rẻ tiền thôi, nên là cái sản phẩm đó nó không tốt bằng. Thì các anh chị lưu ý cái điểm đó để mình lựa chọn một sản phẩm mình thay vào khi mình xài sau này ha. Đó, nó làm rất là chắc chắn ha. Nó làm cái lò xo của nó là nó đạp như thế này, nó không bị liệt lò xo, giống như là cái lò xo giống như cây viết, lò xo cuốn như vậy thì nó không bằng cái năm mẫu này ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui bên trong của nó ra xem như thế nào. Ở đây thì các anh chị thấy nè, nó cũng giống như boss vậy đó, nó có một cái yếm thép này để nó đỡ khi mà nó đẩy qua đẩy lại ha, nó đẩy qua đẩy lại để khoan búa. Khi mà miếng thép này nó chặn lại thì nó không cho búa, và nó rơi vô cái lõm này thì nó khi đó nó sẽ búa nha. Đó, đó các anh chị thấy không, nhông của nó là cực kỳ sắc nét luôn. Ở đây á là nó có một cái bạc để nó đỡ chỗ này lại nè, các anh chị thấy chưa. Đó, ở trên này thì các anh chị thấy là nó có một cái đường gon. Đó, những cái sản phẩm như thế này nó thiết kế rất là hay, là nó có một cái đường gon ở trên này nè. Ở trên này có đường gon, những sản phẩm khác thì rất ít sản phẩm có ha. Cái đường gon này nhiệm vụ nó là nó chắn mỡ bò, nó che lại, nó không cho mỡ bò đi về phía sau này để nó làm dơ cái bộ phận phía sau á. Thì đây nó có gon, nó tại khi chúng ta chạy thì nó nóng lên, nó mỡ bò nó sẽ chảy, tan chảy ra thì nó dễ chảy ra về phía sau nó dơ. Thì sản phẩm này nó có gon rất là hay. Và cái sản phẩm của Mỹ, tại sao những cái sản thương hiệu đồ quát này các anh chị, các anh chị thấy là thông thường tại sao là nó chạy rất là bền, cho dù là cái gô to nó như hay nói đó, nó cạ tè le luôn mà nó vẫn không có bị cháy, là do là đó là lý do là cái lớp dây đồng này, chính vì lý do đó nên đều quát nó dám bảo hành 3 tháng, nó tự tin về cái dây đồng của nó rất là xịn, nên là khi đó nó sẽ bảo hành 3 tháng luôn nên vẫn không sao. 3 năm chứ, bảo hành 3 năm, xin lỗi các anh chị nhé, bảo hành 3 năm. Và bây giờ chị sẽ đo cái gô to của nó. Cái gô to các anh chị thấy là nó 35,19 mm. À, chiều dài của nó thì chiều dài của nó 36,37 mm. Đó, những cái gô to hàng xịn các anh chị thấy không, công suất 650W nó tương đương, nó xem với nhau, nó không phải là cái gô to này nó quá lớn đâu. Như Trung Quốc đôi khi là mỗi gô to nó ghi cỡ ngàn watt, thì cái đó là nó ghi không có thực tế ha. Đôi khi là chưa chắc là nó gô to đã như thế, đã là đạt tới công suất cỡ đó, nó ghi đôi khi nó Trung Quốc thì mình không tin được, đôi khi nó ghi khống xíu, đó là do những cái người đặt hàng người ta đặt như thế nào, người ta muốn ghi sao người ta ghi. Còn đây là những sản phẩm hàng chính hãng nên nó ghi nó đạt một cái tiêu chuẩn của thế giới nha. Ở đây là đầu lam của nó, các anh chị thấy nó lúc nào cũng đổ một cái lớp keo khằng lại để nó giữ cho cái cổ gốp này nó cứng chắc hơn, nó không bị tuột ha, theo thời gian nó không bị tuột. Dây của nó là dây rất là đẹp đó, cánh quạt nó như nói là những cái mẫu cánh như thế này, gió rất là dữ, gió nó lên rất là nhiều đó. Còn đồ quá các anh chị thấy không, lúc nào nó quấn cái dây này, các anh chị thấy không, giữa sản phẩm của hãng Boss đó thì nó có một cái phe bảo vệ ở đây ha, một cái phe nhựa đó bảo vệ dây, còn đồ quá nó lại không có. Nhưng mà đặc biệt một cái là nó quấn rất nhiều dây, dây đồng của nó quấn rất là nhiều luôn. Đó các anh chị thấy là nó làm ở phía bên trong này, các anh chị thấy ở đây á là nó cái cổ gớp mà nó chạy thì nó sẽ bắn cái tia lửa thì chắc chắn là phải có, nó làm một cái yếm nó che lại an toàn để người sử dụng yên tâm. Nó cũng có những cái rãnh để cho nó thông thoáng nè, thoát hơi nè, những cái rãnh nó hút hơi đó. Đó thì các anh chị thấy không, nó làm cực kỳ là sắc nét về phe rồi, nhưng khui ra cho các anh chị xem để các anh chị biết được mỗi sản phẩm hàng xịn chính hãng là nó như thế nào nhé. Đó, về nhông của nó bạc đạn là cốt thép tất tần tật các thứ, các anh chị thấy là những sản phẩm hàng chính hãng nó làm là nhìn vô là không có chê chỗ nào được cả.
Nhưng mà các anh chị cũng lưu ý xem những video như review sản phẩm cho nó kỹ để các anh chị có một sự lựa chọn nó phù hợp nhé. Đó, các chị thấy chưa? Những cái sản phẩm như review là rất thực tế. Bởi vậy nhưng hay nói các anh chị hãy nhấn đăng ký kênh, ủng hộ, trước tiên là ủng hộ máy xây dựng Hồng Nhiên, sau đó mình cùng tìm hiểu những cái sản phẩm trên thị trường nó như thế nào, mức giá nó như thế nào là hợp lý, để mình biết mình lựa chọn những sản phẩm như thế nào nó phù hợp. Thời buổi bây giờ thì các chị biết là những cái sản phẩm hàng chính hãng giá nó cũng đua nhau, nó cạnh tranh để nó lấn vào thị trường nên giá nó cũng rất là tốt, chứ không phải như thời ngày xưa mua một cái máy nó quá đắt tiền ha. Nên chúng ta phải tìm những đồ cũ chúng ta mua cho nó rẻ tiền đi, hoặc những cái đồ Trung Quốc hàng nhái rẻ tiền để chúng ta xài cho nó đỡ xíu. Thì với những cái phân khúc mà như review luôn luôn như review như cho các anh chị xem đó, rất nhiều phân khúc để các anh chị lựa chọn. Mình sản phẩm mình thấy như thế nào là phù hợp thì mình chọn sản phẩm đó thôi, chứ không nhất thiết là mình phải xài hàng xịn. Và mình có khả năng thì mình sẽ xài những cái hàng tốt hơn, hoặc là mình hàng mà bị mất hoài đó, mình đầu tư nhiều quá mình ngại, mình xài sản phẩm thấp hơn. Hoặc là muốn xài hàng xịn giá rẻ hơn thì nó cũng có những cái hàng xịn, hàng cũ, hàng bãi nhưng vẫn hay bán rất là nhiều. Thì đó là những cái phân khúc các anh chị lựa chọn như review sản phẩm, nhưng quyền quyết định là ở các anh chị ha. Đó nên là lý do đó như nói các chị sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm. Đây là những video như chia sẻ những cái thông tin, những cái kinh nghiệm mà Nhiên biết được, Nhiên thấy như vậy là nó phù hợp thì Nhiên review, Nhiên chia sẻ cùng các chị thôi. Rất là cảm ơn các chị và cô chú đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Chúc các chị và cô chú một năm mới tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức khỏe, đặc biệt là làm ăn thành công hơn, vạn sự như ý. Bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các chị cô chú vào những video kế tiếp. Xin chào.